Thưa quý khán giả, thời tiết lạnh, sương nhiều, ngày âm u của những ngày giáp Tết đang là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại gây hại. Chương trình tọa đàm trực tiếp Phú Nông giúp nhà nông chăm sóc cây trồng. Ngày hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông và Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang xin chia sẻ với nhà nông giải pháp phòng trị sâu bệnh hại hiệu quả, giúp nhà nông chuẩn bị cho lúa ăn Tết an toàn sau Tết có một vụ mùa bội thu. Mong mơ xin được giới thiệu hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang. Xin được trân trọng giới thiệu kỹ sư Nguyễn Đình Nhân, trưởng phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Chương trình đang được trực tiếp trên sóng truyền hình Hậu Giang HCTV, livestream trên fanpage truyền hình Hậu Giang và công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Trong chương trình ngày hôm nay thì ban biên tập sẽ chọn ra câu hỏi hay để trao quà của nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông cho ba khán giả có câu hỏi hay gọi vào chương trình sớm qua các số điện thoại 0293 224 7457, 0293 224 7458 và 0293 246 7100. Xin lưu ý quý khán giả là chương trình sẽ trao quà qua đường bưu điện, nên khi cung cấp thông tin cho thư ký thì quý khán giả vui lòng cung cấp đúng địa chỉ và số điện thoại. Thưa thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy, với điều kiện thời tiết hiện nay thì bệnh hại và sâu hại nó sẽ gây hại nặng hơn, và từ nay cho đến Tết thì trà lúa nào cần phải quan tâm chăm sóc đặc biệt ạ? Xin cảm ơn MC Mộng Mơ. Kính chào quý bà con và khán giả đang xem đài truyền hình Hậu Giang. Thì đối với tỉnh Hậu Giang thì hiện nay thì các cái trà lúa đông xuân nó đã xuống giống được 76.000 hecta. Thì coi như là cơ bản cái diện tích lúa đông xuân chúng ta đã xuống giống gần như nhất điểm. Thì hiện tại thì các cái trà lúa chủ yếu là giai đoạn từ mạ để nhánh và một ít thì đã qua giai đoạn làm đồng. Do đó thì tình hình thời tiết hiện nay thì bà con chúng ta thấy là sáng từ đêm trở về sau thì trời bắt đầu lạnh và giấc trưa thì có nắng nóng và đồng thời thì có gió. Thì đây là một cái điều kiện thời tiết mà nó sẽ thuận lợi cho các cái nấm bệnh nó phát triển và nó sẽ di chuyển. Do đó thì chúng ta cũng cần lưu ý. Tuy nhiên thì bà con chúng ta cũng không nên chủ quan về cái vấn đề sâu hại. Thì theo ghi nhận của ngành quản lý ở địa phương thì trong tuần qua thì đã có là khoảng 1.200 hecta là nhiễm cái rầy nâu, mật số là từ 750 tới 1.500 con trên 1 mét vuông. Bên cạnh đó thì cũng có là khoảng hơn 1.000 hecta là các cái trà lúa giai đoạn mạ bị cái bọ chỉ gây hại với mật số thì cũng khoảng là từ 1.500 tới 3.000 con. Và cái đậu ôm lá thì cũng đã xuất hiện với hơn 500 hecta gây hại trên cái giai đoạn lúa là từ đẻ nhánh đến làm đồng. Do đó thì từ nay tới Tết thì đối với thời tiết như hiện nay thì các cái trà lúa bà con cần chú ý, đặc biệt đó là cái giai đoạn là đẻ nhánh đến làm đồng. Tại vì sau khi mà chúng ta đã bón dứt cái cử phân bón đồng thì cây lúa coi như là nó đã tích lũy cái dinh dưỡng đầy đủ và cây lúa coi như là một cái nguồn thức ăn rất là ưa thích cho các cái đối tượng sâu rầy cũng như là cái nấm bệnh. Do đó thì bà con chúng ta cần lưu ý. Và cái vấn đề đặc biệt lưu ý đó là chú ý các cái giống đặc sản, chẳng hạn như là ST24, ST25, LVT. Thì các cái giống này do cái đặc tính là thơm nên nó là sẽ là ưa thích cho cái rầy nâu nó phát triển. Và đồng thời thì khi mà chúng ta bón dư thừa phân quá thì cái bệnh nó cũng sẽ tấn công và gây hại rất là nhiều. Đó là một cái số lưu ý đối với bà con khi mà chăm sóc cái trà lúa đặc biệt từ nay tới Tết ạ. Dạ, cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy. Thưa kỹ sư Nguyễn Đình Nhân, hiện nay thì trên đồng có rất nhiều trà lúa. Vậy thì các loại bệnh hại trên đồng như là đậu ôm, vàng lá có cơ hội lây lan với nhau hay không? Dạ. Kính thưa bà con và các bạn xem đài, thì thật sự là cái bệnh do nấm gây ra nói chung thì bà con mình cũng phải lưu ý. Thì trên cái hiện tại trên cái điều kiện canh tác của bà con thì trà lúa nó có rất là nhiều cái trà lúa khác nhau, thì đây là một trong những cái điều kiện để cho cái nấm bệnh có khả năng lưu tồn, và cái việc mà nó có khả năng lây lan ra, việc này là sẽ có với cái điều kiện mà bà con những cái ruộng bị nhiễm rồi mà bà con mình quản lý nó không hiệu quả, đặc biệt đối với những cái ruộng mà bà con mình tương đối xạ dày hoặc là bón phân không cần đói dư thừa phân đạm thì cái cơ hội sẽ bộc phát cái bệnh và cái khả năng lây lan của nó rất là cao. Cho nên trong cái điều kiện giáp Tết như hiện nay thì bà con mình cũng nên thường xuyên thăm đồng để khi mình phát hiện sớm thì có những cái biểu hiện của cái bệnh nó triệu chứng thì lúc này bà con mình phải sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật để quản lý, giúp cho cái việc mà cái mầm bệnh của nó không lây lan. Thì đó là những cái vấn đề bà con mình cần lưu ý trong cái điều kiện thời tiết giáp Tết như thế này. Dạ, xin cảm ơn. Xin được cảm ơn kỹ sư Nguyễn Đình Nhân ạ.
thưa quý khán giả, trà lúa Đông Xuân ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ vừa mới bón phân đón đồng xong. Lúc này thì nông dân có nhiều nỗi lo, vừa bệnh hại rồi vừa sâu hại nữa. Ở giai đoạn trước đồng thì nhiều ruộng bị muỗi hành tấn công, nên chồi lúa không phát triển được sẽ bị giảm năng suất. Vì vậy thì các trà lúa từ 20 cho đến 30 ngày thì cần chú ý để xử lý đối tượng này cho hiệu quả. Thời tiết lạnh, sương sáng nhiều, lúa bị đạo ôn, vàng lá, sâu cuốn lá tấn công. Đây là một trong những nguyên nhân làm lúa mất sức, khó phục hồi. Nhiều nông dân thăm đồng phải lo trước để hạn chế thiệt hại về sau. Thời tiết hiện nay thì thấy nó cũng hơi phức tạp, cũng như là thấy nó không tốt, nó dễ bị lúa, dễ bị đạo ôn. Sáng sương với tiết trời lạnh đó. Ủ ám quá. Sâu lá nè, sâu lá cũng đáng ngại. Thì sau cái đó thì lên lớp hạt cũng đủ hết. Tại trong giai đoạn này thì giai đoạn mẫn cảm nhất. Nó bị ít á thì có thể mình còn phục hồi dễ. Còn như nó bị nhiều quá, nó bị thiệt hại khó trị lắm. Cũng như tôi có xịt rồi hồi đón đồng á, là phân mát rồi, bây giờ tôi xịt lại có kháng thuốc hay không kỹ sư? Khi lúa bị sâu bệnh hại giai đoạn làm đồng trở về sau, nhà nông luôn luôn lo lắng chăm bẩm để có được năng suất cao nhất. Năm nay các trà lúa sớm đều bị muỗi hành, nên nhà nông cần hết sức chú ý đối tượng này, phòng trị kịp thời. Đừng để muộn như thế này, coi như mất trắng. Dạ, chỉ xin cho em hỏi cái muỗi hành này nè. Năm nay tới chừng mình tới gần rước đồng mới thấy là gai. Rồi xin hỏi chỗ kỹ sư cây mình nữa mà cách phòng nó xịt cái giai đoạn nào là nó tốt nhất. Dạ, với thuốc gì? Nó hiệu quả vậy. Trong giai đoạn lúa 50 năm mấy ngày đồng đồng nó cao như vậy nè. Nhờ mấy anh có giải pháp nào để xịt thuốc, những thuốc gì cho đồng đồng nó to và lúa sạch bệnh cho năng suất đạt năng suất cao. Đối với những nông dân có giải pháp phòng trị bệnh hiệu quả như anh Nguyễn Văn Nghiệp thì an tâm hơn vì sâu bệnh hại không còn quanh quẩn trong ruộng. Tại mấy năm nay tôi cũng xài, cũng có công ty Phú Nông cũng mấy năm nay rồi, bón rã phân lúa bón đồng xong rồi vài ngày rồi tôi phun cho bên tớt của công ty Phú Nông pha mắt thuốc trị sâu bón lá để ngừa sâu lá. Đây tới chỗ chính còn xịt ba cử nữa, cử trước khi chỗ lật xẹt là phun cho bên lút với artiso, cử chỗ đều thì mình phun lại cũng cho bên lút, độ ôn cố bông cũng lúc đó mình tăng cường thêm. Và cái cử đỏ đuôi gần chín là mình phun thêm cử nữa, cũng là độ ôn cố bông. Thì hiện tại bây giờ thì lúa thì khi phun rồi thì cái dịch bệnh thì cũng tạm ổn, năm nay dịch bệnh thì cũng ít. Mỗi vụ mùa là một kinh nghiệm được rút ra để nông dân sản xuất hiệu quả về năng suất và đầu tư có lời về kinh tế. Chia sẻ của nông dân trong phóng sự thì trên đồng có rất nhiều loại. Thưa thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy, như chia sẻ của nông dân trong phóng sự thì trên đồng có rất nhiều loại sâu bệnh hại vừa chớm xuất hiện dù chưa gây hại. Thưa thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy, như chia sẻ của nông dân trong phóng sự thì trên đồng có rất nhiều loại sâu bệnh hại vừa chớm xuất hiện dù chưa gây hại, nhưng mà nhà nông khá là lo lắng. Với cái tình hình thời tiết như hiện nay thì bệnh hại có khó phòng trị hay không, và nhà nông cần phải làm gì sau khi bón phân đón đồng ạ? Kính thưa bà con, thì qua phóng sự thì chúng ta thấy là bà con chúng ta cũng rất là lo lắng về cái sâu bệnh hại nó sẽ ảnh hưởng tới cái năng suất lúa đông xuân. Tại vì đây là một cái vụ lúa mà bà con chúng ta thường kỳ vọng nhất trong ba vụ lúa trong năm. Tuy nhiên thì vấn đề bệnh hại đó nó cũng khá là quan trọng, và nó liên quan phụ thuộc vào cái điều kiện thời tiết.
chẳng hạn giống như thời tiết lạnh hoặc là sương nhiều, hay là cái trời nắng nóng giấc trưa thì đôi khi thì nó cũng ảnh hưởng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đừng vì như thế mà chúng ta lại có cái tâm lý là hoang mang, và chúng ta dẫn đến cái vấn đề phun ngừa thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả quản lý bệnh không cao. Do đó thì quan trọng nhất là bà con chúng ta phải thường xuyên thăm đồng và xác định được cái thời điểm bệnh nó chớm xuất hiện thì chúng ta phun thuốc, và quan trọng là cái vấn đề là chúng ta sử dụng theo cái nguyên tắc 4 đúng thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả phòng trừ sâu bệnh hại cao. Thì đối với cái nông dân chúng ta sau khi bón phân đón đồng đó, thì chúng ta cần lưu ý cái vấn đề thứ nhất đó là chúng ta cũng phải thăm đồng thường xuyên. Thường thì bà con chúng ta cứ tâm lý là dứt cái cử phân đó rồi thì chúng ta cứ yên tâm là đợi tới hai cái cử mà đón trổ lạc sạc thì chúng ta bắt đầu là phun tiếp. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên là thăm đồng, tại vì sau cái cử phân đón đồng rồi thì cái vấn đề là cái cây lúa nó sẽ rất là mẫn cảm, dễ sâu bệnh tấn công. Cái vấn đề thứ hai thì chúng ta cũng theo dõi thông tin, đặc biệt là hiện tại thì giai đoạn là chuẩn bị qua mùa khô. Do đó thì cái vấn đề mà dày hạn hoặc là mặn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Và cái vấn đề mà dịch bệnh khi mà chúng ta nghe thông tin đó, có xuất hiện trên đồng của chúng ta thì chúng ta cũng thăm đồng của mình coi là nó có xuất hiện hay không để chúng ta xác định cái biện pháp quản lý cho nó phù hợp. Và cái vấn đề nữa thì sau bón đồng thì chúng ta cũng chú ý đến cái vấn đề quản lý nước cho nó phù hợp. Thì đó là một cái số cái ý mà khi mà chúng ta cũng không nên hoang mang khi mà nghe thời tiết dễ bị sâu bệnh, thì chúng ta cứ tâm lý là phun ngừa. Với những giải pháp như thế thì chúng ta sẽ có cái biện pháp quản lý nó phù hợp hơn. Vâng ạ. Trong phóng sự thì các nhà nông cũng có những câu hỏi dành cho kỹ sư Nguyễn Đình Nhân, như câu hỏi của nông dân Lương Văn Lợi ở xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai của thành phố Cần Thơ. Chú hỏi là xịt Pharmac giai đoạn đồng rồi đến sắp trổ xịt lại có bị kháng thuốc hay không? Vâng ạ. Dạ, kính thưa bà con và các bạn trong đài, thực sự đối với bà con mình là cái sản phẩm Pharmac 350SC của công ty là cái sản phẩm là đặc trị cái sâu cuốn lá. Nhưng mà ở cái giai đoạn mà nông dân mình đặt ra là đã phun ở cái giai đoạn sắp trổ rồi, bây giờ cái giai đoạn mà nó trổ đều hay hoặc là nó ở hai giai đoạn phun liên tục như vậy thì nó có kháng thuốc là không, thì khẳng định với bà con mình là ngay tới thời điểm này là cái sản phẩm Pharmac là sản phẩm tương đối mới, và cái thành phần hoạt chất của nó là rất là tiên tiến, cho nên việc sử dụng ngay cái thời điểm này là nó chưa có hình thành cái tính kháng thuốc, cho nên bà con mình yên tâm sử dụng cái sản phẩm Pharmac để mình quản lý trên cái đối tượng sâu cuốn lá trên ruộng lúa của mình. Dạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn kỹ sư. Một câu hỏi của nông dân Đinh Chí Công ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cũng trong phóng sự, thì hỏi là mũi hành xịt trị hay là phòng, ở giai đoạn nào là tốt nhất ạ? Dạ. Dạ, thật sự thì qua cái phóng sự thì mình thấy có rất là rõ, thì một số bà con nông dân thì cũng thấy được cái biểu hiện cái mũi hành nó đã tấn công trên cái cây lúa rồi, lúc này nó đã hình thành cái ống hành rồi, thì nó rất là khó cho cái việc là mình quản lý cái giai đoạn này, vì đây là cái giai đoạn mà khi mình sử dụng thuốc thì bắt đầu nó đã không hiệu quả nữa. Cho nên là cái việc mà mũi hành mà để mình phát hiện á, thì ở cái nó có hai cái giai đoạn. Thật sự mũi hành nó xuất hiện rất là sớm, ở cái giai đoạn lúa còn khoảng là 20 mấy ngày, tuy nhiên nó qua được cái ngưỡng đó rồi thì nó sẽ hình thành ở cái giai đoạn là đẻ nhánh. Thì thật sự cái giai đoạn này mà hầu hết bà con mình thấy là nó đã hình thành ống hành rồi, thì lúc này mình can thiệp vào thuốc bảo vệ thực vật thật sự là mình ngăn chặn lại những cái đối tượng mũi nó sẽ tấn công trên những cái chòi khác thôi, chứ cái chòi đó thì nó đã hư rồi, cho nên bà con mình cũng phải lưu ý. Cái thứ hai thì đối với mũi hành khi nó đã xuất hiện trên ruộng lúa, bà con mình cũng đừng có ngại lắm, mà bà con mình vẫn tiếp tục chăm sóc cho cái ruộng lúa của mình nó phải phát triển tốt hơn, và nó bình thường thì lúc này nó sẽ ổn định được cái năng suất, cho nên là bà con mình hãy yên tâm. Còn cái việc mà bà con mình phun ngừa hay là phun trị thì đối với thuốc bảo vệ thực vật thật sự bà con mình nên thăm đồng thường xuyên. Khi nó có dấu hiệu, một là mũi nó xuất hiện bằng hình thức là nó vào đàn, hai là khi mà thăm đồng thường xuyên thì bà con mình sẽ thấy được là trên đồng ruộng của mình có nó có vài cái ống hành, thì lúc này tiến hành phải can thiệp thuốc ngay, thì đây là cái thời điểm mà mình phun thuốc thì nó mới hiệu quả. Còn cái sản phẩm thì ở công ty thật sự là cái sản phẩm Fanro 250C, đây là một cái sản phẩm mà đặc trị đối tượng là mũi hành hay là sâu năng, thì bà con mình sử dụng cái sản phẩm này để quản lý cái đối tượng này trên đồng ruộng của mình. Dạ, xin cảm ơn. Vâng ạ. Còn nông dân Lương Tấn Tài ở xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ thì hỏi là lúa 55 ngày thì có thuốc gì xịt cho đồng to được không ạ? Dạ, thật sự là lúa ở giai đoạn 55 ngày mà để cho cái đồng nó to thì thật sự đây là cái giai đoạn mà trước đó, tức là cái giai đoạn bà con mà trong cái kỹ thuật canh tác của mình bón phân như thế nào, nước nôi ra làm sao, trước đó là ruộng mình nó có bị tình trạng là sâu bệnh hại tấn công hay là không, đó là những yếu tố nó sẽ quyết định trên cái đồng
cái đồng lúa của mình đó là nó sẽ to hay là không. Tuy nhiên ở cái giai đoạn mà trong điều kiện thời tiết bất lợi và nó khắc nghiệt thì bà con mình có khả năng bổ sung cái phân bón la qua lá để làm kích thích cho cái giai đoạn đồng. Thì ngoài cái việc bón phân bón gốc thì bà con mình có sử dụng cái phân bón lá, thì thực sự là ở công ty cũng có cái sản phẩm cái phân bón lá chuyên dùng cho lúa, đó là cái sản phẩm là Fertiplan 3 số 9. Thì đây là một cái sản phẩm cũng rất là hiệu quả cho cái việc mà bà con mình muốn cho cái đồng mình nó tốt để kích thích lấy được cái phân từ qua bộ phận lá, thì đây là một cái sản phẩm rất là tốt và được nông dân tin dùng. Dạ xin cảm ơn. Nhân xin được cảm ơn kỹ sư Nguyễn Đình Nhân ạ. Và bây giờ thì chúng ta cùng giải đáp những thắc mắc của khán giả gửi đến đường dây nóng cũng như là tương tác trên live stream của chương trình. Câu hỏi đầu tiên của khán giả Trần Thanh Hùng ở Vũng Liêm, Vĩnh Long muốn dành cho cả hai vị diễn giả. Ý đầu tiên muốn hỏi thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy như thế này là muốn sâu cuốn lá nở vào tháng nào, mùa sâu cuốn lá nở vào tháng nào trong năm, và trên ruộng lúa thì có bao nhiêu loại sâu, tại sao thường sau Tết thì sâu cuốn lá xuất hiện nhiều trong ruộng lúa. Xin được mời thạc sĩ. Xin chào anh Hùng và bà con khán giả đang xem đài. Thì cái vấn đề anh đặt ra là sâu cuốn lá nở vào tháng nào trong năm. Thì đối với cái dòng đời sâu cuốn lá đó, thì thông thường trung bình cái dòng đời nó khoảng từ 30 tới 40 ngày. Thì nó phụ thuộc vào các cái vấn đề chẳng hạn như là điều kiện thời tiết, điều kiện thức ăn. Do đó thì thường thì chúng ta thấy là trên một cái vụ lúa đó, sâu cuốn lá nó sẽ xuất hiện hai đợt chính. Tức là cái mật số nó sẽ nhiều nhất vào cái giai đoạn là lúa đẻ nhánh và cái giai đoạn thứ hai là lúa đồng trổ. Do đó thì khi mà chúng ta quan sát cái ruộng chúng ta xuống giống vào lúc nào thì vào hai thời điểm đó thì chúng ta sẽ thấy có sâu cuốn lá xuất hiện. Và cái trên đồng thì thường là nó có hai cái loại sâu cuốn lá, là sâu cuốn lá lớn và sâu cuốn lá nhỏ. Thì cái sâu cuốn lá nhỏ thì chúng ta thấy nó sẽ cuốn từng cái lá và nó ở chậm, và cái sâu cuốn lá lớn thì nó chụm, thường nó chụm vài lá lại. Và cái vấn đề anh hỏi là thường anh thấy là sau Tết thì xuất hiện sâu cuốn lá nhiều trong ruộng lúa. Thì đa số là chúng ta thấy sâu cuốn lá nó, cái dòng đời đó nó sẽ phụ thuộc vào cái điều kiện thời tiết và thức ăn. Do đó thì khi mà nó đẻ trứng trên ruộng và nó cái số lượng mà cái con sâu cuốn lá nó nở ra nó cũng phụ thuộc vào cái vấn đề thời tiết. Do đó thì cái thời tiết mà nhiệt độ nó thích hợp nhất là thường là nó khoảng từ 22 tới 28 độ C, và cái ẩm độ cao thì cái tỷ lệ nở của sâu cuốn lá nó sẽ rất là cao. Do đó thì anh thấy là cái thời tiết Tết á, thì cái thời tiết lạnh và cái ẩm độ cao thì đây là một cái điều kiện mà thuận lợi cho sâu bệnh phát triển, cũng như cái tỷ lệ nở của sâu cuốn lá nó sẽ tỷ lệ thuận với vấn đề thời tiết này. Do đó thì chúng ta thấy là sau Tết thì thường các cái chài lúa này nó sẽ rơi vào cái chài lúa là giai đoạn là đồng trổ. Thì khi mà mật số sâu cuốn lá nó đã tích lũy qua một thế hệ trên vụ lúa rồi, thì qua cái giai đoạn Tết này thì nó sẽ cộng hai yếu tố này lại thì nó sẽ xuất hiện nhiều cho vào cái thời điểm là lúa sau Tết. Thì đó là một cái số ý chia sẻ với anh Hùng và bà con về cái vấn đề sâu cuốn lá. Nhưng anh Hùng cũng muốn dành câu hỏi cho kỹ sư Nguyễn Đình Nhân như thế này là giải pháp trị sâu hiệu quả là như thế nào, về phía công ty thì có thuốc cũng như là hướng dẫn kỹ thuật cho anh ạ. Vâng, xin mời kỹ sư Nguyễn Đình Nhân. Dạ. Câu hỏi của anh Hùng cũng hay. Thật sự là mình cái trên ruộng của mình nó có sâu cuốn lá thì bây giờ làm sao mình quản lý và bằng cái hình thức nào cho nó hiệu quả, và cái hiệu quả nó như thế nào. Thì thật sự là cũng chia sẻ với anh Hùng như thế này, thì thật sự là đối với người nông dân thì sâu nói riêng và tất cả các dịch hại nói chung, thì khi mà mình phát hiện và mình sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật làm sao mà nó quản lý được cái đối tượng đó như được mong muốn của người nông dân thì đó là cái hiệu quả. Nè, còn về đối với sâu thì thực sự là anh cũng thấy như thế này. Sâu thì anh phải để cho nó hiệu quả là anh phun làm sao để ngăn chặn được, thì nó cắt đứt cái khả năng gây hại của cái đối tượng sâu trong một giai đoạn nhất định. Thì lúc này thì bà con nông dân mình rất là tin tưởng để mà làm sao được là cái nó mang lại cái hiệu quả mà mình đang mong muốn. Thì đối với cái sâu cuốn lá thì để mà cho nó hiệu quả, ngoài cái việc thuốc nó hay thì bà con mình cũng nên thăm đồng và mình phải xác định đúng cái thời điểm để mình phun. Thật sự khi mà sâu cuốn lá nó sẽ xuất hiện thì bà con mình phun sớm và sâu ở tuổi 1, tuổi 2, và mật số của nó trên 1m² thì nó không có nhiều lắm, thì mình tiến hành lúc này mình sẽ can thiệp vào thuốc thì lúc đó cái hiệu quả nó sẽ cao. Vì sao? Tuổi 1, tuổi 2 thì lúc này sâu nó chưa hình thành là cái ống cái cuốn lá, cho nên là khả năng sâu nó trúng thuốc và nó tiếp xúc được với thuốc rất là cao. Cho nên cái việc ở giai đoạn này mình sử dụng thuốc để mình quản lý cái đối tượng sâu cuốn lá là rất là hiệu quả.
Về cái thuốc thì như anh cũng đã biết rồi, thì cái sản phẩm Farmac 350C của công ty là cái sản phẩm đặc trị trên sâu cuốn lá, cho nên là anh yên tâm sử dụng cái sản phẩm Farmac để quản lý sâu cuốn lá trên đồng ruộng của mình, và hy vọng anh sẽ thành công trên cái đối tượng này. Dạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn kỹ sư Nguyễn Đình Nhân ạ. Khán giả Lê Thanh Việt ở Phụng Hiệp, Hậu Giang thì muốn dành câu hỏi cho cả hai vị diễn giả. Mong mơ xin được dành hãy đầu tiên cho thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy. Anh hỏi như thế này: những yếu tố nào làm cây lúa trổ chậm? Có phải do thời tiết cung cấp dinh dưỡng không hợp lý hay không? Và vì sao lúa trổ thoát nhanh sẽ giàu gạo chắc? Có phải lúa trổ thoát nhanh là cây lúa khỏe hay không? Xin được mời thạc sĩ. Xin chào anh Việt và bà con. Thì thật ra thì trong hai cái ý của anh Việt á, thì anh cũng vừa hỏi nhưng mà anh cũng là vừa cái thể hiện cái kinh nghiệm của mình trong cái canh tác lúa, anh quan sát rất là tốt. Thì về các cái yếu tố làm cho cái cây lúa trổ chậm, thứ nhất là về cái vấn đề thời tiết. Chẳng hạn giống như là chúng ta thấy mà nếu mà đang trổ mà gặp mưa thì nó cũng ảnh hưởng, không? Hoặc là cái vấn đề lạnh quá thì nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề mà canh tác lúa trổ chậm. Thì cái này thì tôi nhớ là bà con chúng ta thường là theo dõi, nếu mà thường là cái trời mà thiều, nếu mà cái giai đoạn mà nếu mà trời lạnh quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái thời gian, thay vì bình thường thì nó trổ khoảng 60 ngày, có thể nó kéo dài thêm. Cái thứ hai là cái vấn đề ảnh hưởng là do dinh dưỡng, thì nếu mà thiếu các cái chất dinh dưỡng hoặc là các cái chất dinh dưỡng nó không cân đối thì nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề trổ của cây lúa, hoặc là cái vấn đề về sâu bệnh. Khi mà nó ảnh hưởng của sâu bệnh tấn công thì nó cũng có thể làm cho lúa nó trổ nó không thoát được, hoặc là nó bị ngãn đồng. Và khi mà lúa nó trổ nhanh á, thì nó sẽ gạo nó sẽ giúp cho cái giai đoạn đó. Thì cái giai đoạn cây lúa đó thì thường là cái vấn đề cái cây lúa nó rất là hỗ trợ tương trợ. Chẳng hạn giống như khi mà chúng ta cái bông lúa nó đã trổ ra rồi 2/3, còn lại 1/3 thì cái cây lúa nó sẽ có cơ chế tự tập trung dinh dưỡng, do đó thì cái dinh dưỡng nó tập trung vào nó để nó thúc lại cái 1/3 đó, lại nó sẽ giàu dinh dưỡng nó giàu chắc. Do đó thì cái vấn đề trổ thoát nhanh cũng là một cái phần mà giúp cho cái cây lúa nó vô gạo chắc, và cái tỷ lệ hạt chắc trên bông nó sẽ nhiều hơn so với khi mà chúng ta có những cái biện pháp mà chúng ta can thiệp, thì nó sẽ giúp cho cái cây lúa nó cũng trổ thoát nhanh và nó gạo chắc, đạt lại hiệu quả hơn. Dạ. Nhưng anh Lê Thanh Việt cũng muốn hỏi kỹ sư Nguyễn Đình Nhân như thế này: thời tiết hiện nay xe lạnh sương mù thì có làm dịch bệnh dễ tấn công hay không? Nhờ kỹ sư hướng dẫn cách bảo vệ cây lúa sạch bệnh, trổ thoát nhanh, tạo tiền đề cho cây lúa khỏe về sau ạ. Dạ chào anh. Thì thật sự là cái điều kiện mà sương mù như thế này thì nó có làm cho bệnh nó phát triển hay không? Thật sự đó là cái điều kiện thời tiết nó thuận lợi cho cái đậu ôn phát triển đó anh. Cho nên là anh cũng phải lưu ý trong cái việc này. Thì phần lớn là những cái ruộng lúa mà bà con nông dân mình là xạ tương đối dày và sử dụng phân nó hơi thừa phân đạm, hoặc là ở những cái ruộng mà nó bị rập, thì đây là một trong những cái điều kiện mà bệnh nó có khả năng tấn công và ruộng nó có khả năng là chuyển qua bệnh nặng. Tuy nhiên ở cái giai đoạn mà sương mù và thời tiết lạnh như thế này thì rất là thuận lợi để cho bào tử nó phát triển. Thì ở đây bà con mình cũng phải lưu ý, khi mà phát hiện như vậy rồi thì bà con mình cũng phải can thiệp vào thuốc bảo vệ thực vật thôi, đặc biệt là ở cái giai đoạn này. Tuy nhiên bà con mình phải lưu ý, đối với bệnh thì ở giai đoạn này mình phun thuốc thì tuyệt đối là mình phải sử dụng thuốc khi cái lá lúa nó đã ráo xương. Đây là cái điều tiên quyết, vì đây là cái điều kiện mà không khéo là bà con mình phun rồi, bà con mình phải phun lại, vì lúc đó là cái hiệu quả nó sẽ không cao. Cho nên là bà con mình phải lưu ý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để quản lý trên đối tượng bệnh đạo ôn ở giai đoạn mà có sương mù. Thì bà con mình phải lưu ý phun vào buổi sáng, bắt buộc là lá lúa nó phải ráo xương, thì lúc đó mình mới quản lý được cái đối tượng này nó mới hiệu quả. Cho nên anh lưu ý và hy vọng rằng anh sẽ quản lý được cái đối tượng này nó sẽ tốt hơn. Dạ. Vâng ạ. Nông dân Trương Minh Hưng ở Tân Hồng, Đồng Tháp thì muốn hỏi kỹ sư Nguyễn Đình Nhân như thế này: tôi đã phun Trobinlet cho lúa nhưng 3 ngày sau thì có sương mù nhiều. Sau đó tôi thấy lúa có vết chấm kim nhưng mà chưa có thành mắt én. Thì xin hỏi như vậy có phun thuốc được chưa? Và vết chấm kim trên lá đồng như thế thì có làm giảm năng suất hay không? Trobinlet có thể phối trộn với thuốc nào để phòng bệnh lem lép hạt và dặn lá chín sớm? Dạ. Xin được mời kỹ sư Nguyễn Đình Nhân. Thật sự câu hỏi của anh nó cũng đã bao phủ hết rất là nhiều. Thì thật sự là ở ngay cái giai đoạn này mà anh phun rồi mà 3 ngày mà có sương mù, anh coi anh quan sát thì anh thấy lại nó có vết chấm kim. Thì cái việc này anh nên xem lại. Ở cái giai đoạn anh phun lần đầu tiên thì nó có
điều ruộng hay là không. Vì sao anh biết rằng, tất cả bà con mình cũng biết rằng là khi mà mình vun thuốc thì không bao giờ 100% nó sẽ tiếp xúc được với cái thuốc hết. Đúng không ạ? Là thuốc thì nó sẽ, khi mà phun thì có những vết bệnh nó sẽ không có tiếp xúc được với thuốc, cho nên nó vẫn còn có khả năng phát tán cái bào tử. Thì đây là một trong những điều kiện gặp, điều kiện thời tiết nhiệt độ thấp và sương mù, thì đây là cái cơ hội nó sẽ phóng thích bào tử để cho bệnh nó sẽ phát triển trở lại. Cho nên là anh cũng phải lưu ý, gặp trong điều kiện thời tiết bất lợi như thế này, anh bà con mình nên thăm đồng thường xuyên. Và cái việc mà quản lý thuốc trên cái đối tượng đậu ôn lá thì bà con mình cũng phải thăm đồng. Điều kiện thời tiết bất lợi bắt buộc bà con mình phải phun lặp lại để mà quản lý được cái đối tượng này. Còn cái việc mà anh cũng nêu ra rất là rõ là trên cái lá đồng, nếu mà có bệnh mắc én, có mắc én hay là chấm kim mà bà con mình có hỏi ảnh hưởng năng suất không? Thật sự ở giai đoạn này ba cái lá trên cùng quyết định rất là lớn trong cái việc là năng suất sau này. Cho nên là khi mà phát hiện được cái vết bệnh chấm kim hoặc là mắc én ở trên cái lá đồng rồi, bắt buộc bà con mình phải can thiệp thuốc ngay để đừng có cho cái bệnh nó sẽ phát triển mạnh ra. Thì nếu mà bệnh nó phát triển mạnh ra thì cái lá đó nó sẽ mất cái diệp lục, thì nó mất khả năng quang hợp, thì lúc này cái năng suất của mình nó sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên là khuyên anh rằng là anh nên thăm đồng thường xuyên để mình can thiệp thuốc bảo vệ thực vật kịp thời để quản lý được cái đồng ruộng của mình, để bảo vệ cái năng suất của mình. Dạ, chúc anh may mắn. Dạ, xin được cảm ơn kỹ sư Nguyễn Đình Nhân ạ. Quý khán giả thân mến, thời tiết thì là một cái khó khăn mà nông dân chúng ta không thể nào trực tiếp tác động để mà gỡ khó, mà phải tìm cách để hạn chế sâu bệnh hại tấn công. Và cách hiệu quả nhất chính là kỹ thuật canh tác và sản phẩm trừ bệnh uy tín để có thể diệt ngay được các loại bệnh nhanh nhất, tránh làm lúa mất sức và nhà nông thì tốn công phun xịt. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi kinh nghiệm của nông dân ở thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp. Anh Lúa!
dân. Thì thật sự như bà con nông dân mình cũng đã biết trong suốt một cái năm qua là cái tình hình dịch bệnh nó diễn ra rất là phức tạp và rất là khó khăn, không riêng gì một ai. Nhưng mà trong cái điều kiện đó thì nó đã gây một ảnh hưởng rất là khó khăn cho cái việc đi lại ở cái nhân viên của công ty khi mà tiếp xúc trực tiếp với bà con nông dân để hướng dẫn cho bà con mình cái việc quản lý trên đồng ruộng. Thì nó khó khăn là như thế, tuy nhiên là công ty cũng cố gắng để thực hiện và truyền tải được những thông tin đến bà con nông dân để cho bà con nông dân có được những thông tin về tình hình dịch hại, mùa vụ, giá cả nông sản. Thì những cái thông tin này nó sẽ thông qua là những cái kênh truyền thông, báo, đài và trên cái việc là truyền hình, phát thanh và kể cả các mạng xã hội. Thì đây là một trong những cái nỗ lực của công ty trong cái thời gian vừa qua. Thì bên cạnh đó, cái đội ngũ nhân viên của công ty là đội ngũ kỹ sư của công ty thì cũng đã chủ động và cố gắng là trực tiếp xuống đồng ruộng của bà con nông dân, trực tiếp thăm đồng để ghi nhận lại những cái thông tin dịch hại đang diễn ra. Thì qua những cái thông tin này thì anh em tiến hành giữ liên lạc với bà con nông dân để hỗ trợ cho bà con nông dân trên những cái đồng ruộng của bà con và đưa ra một cái giải pháp kịp thời để bà con nông dân có khả năng quản lý được cái đồng ruộng của mình. Thì đây là một cái giai đoạn mà công ty đã nỗ lực rất là nhiều. Và cũng chính từ cái việc này tiếp xúc và trao đổi với bà con nông dân đã tạo được cái lòng tin ở bà con nông dân trong suốt cái thời gian qua. Cũng qua phóng sự thì bà con mình cũng đã thấy. Thì đội ngũ kỹ sư của công ty cũng gắn kết với bà con nông dân rất là nhiều. Thì đã tạo được cái niềm tin cho bà con nông dân như vậy. Thì công ty hy vọng rằng là cái thời gian tới đây thì giữa công ty và nông dân sẽ gắn bó gắn kết hơn nữa để đưa ra một cái giải pháp kịp thời để giúp bà con nông dân mình quản lý cái đối tượng dịch hại làm sao cho nó hiệu quả. Thì đã hết năm 2021 đến 2022 thì công ty hy vọng rằng với cái giải pháp của công ty đưa ra để hỗ trợ cho bà con nông dân với cái bộ sản phẩm nó mang lại cái hiệu quả như thế và hy vọng rằng nó giúp cho bà con nông dân mình là bảo vệ được cái năng suất trên đồng ruộng của mình và giảm được cái chi phí trong cái việc sản xuất thì mang lại cái lợi nhuận. Thì đây là một trong những cái vấn đề trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong năm qua, dù điều kiện khó khăn nhưng công ty cũng đã cố gắng làm được cái việc này và hy vọng rằng là trong năm tới thì bà con nông dân mình sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cái việc sản xuất nông nghiệp hơn. Dạ, xin chúc bà con được nhiều thắng lợi. Vâng ạ. Thưa kỹ sư Nguyễn Đình Nhân, lúa ở cái giai đoạn đỏ đuôi á, nhưng mà các nhà nông á, vừa phun thuốc xong, vậy thì việc phòng bệnh ở giai đoạn này nó có ý nghĩa như thế nào? Và lúc này á, thì công ty khuyến cáo nhà nông giải pháp gì ạ? Dạ, thì thật sự đối với bà con nông dân mình á, ở cái giai đoạn đỏ đuôi thì về nguyên tắc là bà con mình cái giai đoạn này là mình không còn cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nữa. Nha. Tuy nhiên là những cái vấn đề mà sau cái thời gian mà thực tế thăm đồng và tiếp cận với bà con nông dân thì cũng chia sẻ với bà con mình những cái vấn đề như thế nào. Ở cái giai đoạn lúa đỏ đuôi, thật sự ở giai đoạn này là đặc biệt là đối với những cái giống tương đối dài ngày. Đây là cái giai đoạn bà con mình phải thăm đồng, đặc biệt là những cái điều kiện thời tiết giống như cái giáp Tết như thế này, nhiệt độ thấp và ẩm độ như thế này, điều kiện thời tiết. Thì bà con mình phải quan sát và có khả năng bà con mình phải sử dụng thuốc ở giai đoạn đỏ đuôi một lần nữa. Vì sao? Ở giai đoạn này, trong cái giai đoạn là đạo ôn cổ bông nó không còn tấn công nữa, nhưng đạo ôn nó sẽ tấn công trên cái nhánh giá và trên cái cuốn hạt. Đây là một trong những cái thất thoát mà bà con nông dân mình đã quên đi. Cho nên là trong điều kiện thời tiết bất lợi, bà con mình có khả năng bà con mình sẽ phun lại lần thứ ba sau khi mà lúa bắt đầu cong trái me. Đây là cái giai đoạn không phải ngừa ở cái giai đoạn đạo cổ bông nữa. Lần này xin nhắc lại là ngừa cái đạo ôn vé và cuốn hạt. Đây là một trong những vấn đề mà bà con mình cần lưu ý. Còn cái việc mà ở giai đoạn lúa nó như thế này, bà con mình là đã gần về đích rồi, cho nên là bà con mình nên thăm đồng để đừng có gây cái hiện tượng là nó sẽ thất thu năng suất ở cái giai đoạn cuối thì nó rất là tiếc. Là chúc bà con mình nên thăm đồng quan sát để có được cái vụ mùa bội thu. Yeah. Cảm ơn kỹ sư Nguyễn Đình Nhân ạ. Thưa thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy, trời lạnh đó thì gió mấy ngày nay nữa, lúa đang trổ mà bị cháy đầu lá đó. Lúa đang ở giai đoạn đồng, cháy cái đầu lá đồng và rực chân lá nữa. Vậy thì do lạnh hay là do bệnh có ảnh hưởng gì đến cái quá trình làm no hạt lúa hay không ạ? Dạ. Kính thưa bà con, thì vấn đề ở đây đặt ra là lúa chúng ta là trái cái lá, cái đầu lá và cái một cái nữa là rực lá chân. Thì đối với cái vấn đề rực lá chân á, thì thông thường thì bà con chúng ta cần phải lưu ý. Đây là một cái nếu mà giai đoạn bình thường thì đây là một cái sinh lý bình thường. Cây lúa khi mà nó tới giai đoạn trổ đó thì nó sẽ tập trung dinh dưỡng để nó chuyển vị vào cái bông và nó nuôi cái hạt. Do đó thì những cái lá già phía dưới nó sẽ bắt đầu là già và nó lụi. Cái thứ hai thì bà con chúng ta lưu ý là nếu mà giai đoạn trước đó
chúng ta đã, cái ruộng chúng ta có xuất hiện rầy nâu, thì cái phần nếu mà rầy nâu với mật số cao mà trước đó thì cái ruộng chúng ta nó xả dày và cái tán lá phần phía dưới nó nhiều đó, thì sau khi cái giai đoạn rầy nâu nó kết thúc thì những cái lá phía dưới đó nó sẽ vàng và nó rực lá chân. Còn cái vấn đề mà trái trên đầu chắp lá đó thì anh cũng lưu ý, bà con chúng ta cũng lưu ý, đó là nếu như mà cái vấn đề là do cái thời tiết lạnh thì nó phải xuất hiện là đều trên ruộng của chúng ta và kể cả những ruộng xung quanh chúng ta, thì nó sẽ, chúng ta sẽ thấy là cái trái trên cái chớp đầu lá đỏ đỏ thì nó xuất hiện đều trên ruộng và đều đồng luôn, tức là ruộng mình có và ruộng nông dân kế bên cũng có, nếu mà cái giống đó cùng giống và nó cùng mẫn cảm với điều kiện thời tiết. Cái thứ hai thì anh chú ý là có thể là do vấn đề bệnh, thì ở đây chúng ta chú ý hai cái bệnh vào giai đoạn này, đó là cái bệnh bạc lá và cái bệnh vàng lá. Thì ở đây thì có thể là chúng ta lưu ý cái giải pháp, nếu mà trên ruộng chúng ta cái bộ lá nó không có đủ cái khả năng để nuôi hạt, hoặc là khi mà cái giai đoạn đầu chúng ta canh tác cái dinh dưỡng mà chúng ta không thấy là nó không có đủ để nó nuôi hạt, thì để cho cái lúa nó no hạt đó, thì anh có thể bổ sung cái phần phân bón lá hoặc là cái điều hòa sinh trưởng để cho giúp lúa nó trổ đều, nó no hạt. Và anh cũng nên lưu ý là cái thời gian cách ly của thuốc, tại vì đây là cái giai đoạn sắp thu hoạch sản phẩm thì nên chú ý về cái vấn đề an toàn sản phẩm sau khi thu hoạch. Đó, một số ý trao đổi với bà con ạ. Dạ, xin được cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy ạ. Quý khán giả và bà con đang theo dõi chương trình tọa đàm Phú Nông giúp nhà nông chăm sóc cây trồng với chủ đề quản lý sâu bệnh giai đoạn trước Tết. Quý khán giả có thắc mắc thì vui lòng gọi về cho chúng tôi qua các số điện thoại đang hiển thị trên màn hình ạ. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục giải đáp những thắc mắc của khán giả đã gọi đến từ trước ạ. Thông qua fanpage của chương trình thì khán giả có nickname là Nụ Cười Không Vui muốn dành câu hỏi cho kỹ sư Nguyễn Đình Nhân, là thuốc phan mắt phun bao nhiêu lần một vụ thì không bị kháng thuốc, thuốc phan rồ ngoài trị sâu đục thân thì có phòng trừ được sâu cuốn lá hay không, hay phải phối hợp với phan mắt để quản lý sâu cuốn lá và sâu đục thân chung một lần phun? Dạ. Xin được mời kỹ sư. Dạ. Xin chào anh, thì thực sự cái sản phẩm phan mắt mà anh phun là một vụ là bao nhiêu lần thì thực sự là anh cũng đã biết rồi. Trong cái đối tượng mà sâu cuốn lá thì thường thường là bà con mình là phải sử dụng khoảng 2 lần 3 lần, thì đây là một trong những cái điều kiện mà bà con mình nông dân thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên đối với sản phẩm phan mắt, như đầu chương trình cũng đã chia sẻ, đây là một cái sản phẩm mới của công ty với thành phần hoạt chất tiên tiến, cho nên cái việc mà sử dụng ở cái giai đoạn như thế này thì nó đã chưa có hình thành cái tính kháng thuốc, cho nên là anh yên tâm. Còn về cái việc mà cái sản phẩm là cái sản phẩm phan rồ, thì thật sự là cái sản phẩm phan rồ của công ty 250C đó, thì đây là cái sản phẩm nó trừ cái sân sâu đục thân. Tuy nhiên đặc trị là sâu đục thân và mũi hành, tức là sâu sâu năng, thì trên cái sản phẩm phan rồ nó vẫn có đăng ký trên cái đối tượng là sâu cuốn lá. Tuy nhiên công ty khuyến cáo bà con mình là sử dụng cái sản phẩm phan rồ để quản lý cái đối tượng sâu đục thân và mũi hành. Còn đối với cái đối tượng sâu cuốn lá thì bà con mình nên sử dụng cái sản phẩm phan mắt. Tuy nhiên ở trong cái điều kiện mà trên ruộng của mình vừa xuất hiện cái sâu đục thân và sâu cuốn lá, thì anh phải xác định là cái đối tượng nào là nó quan trọng, thì anh chỉ cần sử dụng, ví dụ như là đối tượng là sâu đục thân là chính, thì anh sử dụng cái sản phẩm phan rồ được rồi, vì lúc này nó đã có cái thành phần hoạt chất để quản lý được cái đối tượng sâu cuốn lá luôn. Thì chúc anh thành công trong cái việc quản lý sâu hại trên ruộng của mình. Vâng ạ. Khán giả Hồ Văn Út ở Dòng Riền Kiên Giang cũng muốn dành câu hỏi cho kỹ sư Nguyễn Đình Nhân như thế này. Lúa anh 48 ngày giống đài thơm 8, mới bón phân đón đồng 3 ngày, hiện nay thì bị sâu cuốn lá, đạo ôn khoảng 20%. Vậy thì sử dụng phan mắt cộng với thuốc trị đạo ôn của công ty Phú Nông được hay không? Và phan mắt thì có ngừa được nhện dế hay không? Trước sau trổ sử dụng sản phẩm nào của Phú Nông để quản lý đạo ôn và lem lép hạt để tăng hiệu quả cũng như tiết kiệm được chi phí ạ? Thật sự là thưa Núc, thì anh cũng nêu rất là rõ là anh đã phun thuốc trên cái đối tượng bón phân đón đồng là 3 ngày rồi. Bây giờ trên ruộng của mình nó có xuất hiện vừa sâu cuốn lá và cái đạo ôn, thì mình cộng lại cái thuốc có được hay là không. Tại vì là đạo ôn anh cũng nói rất là rõ là khoảng 20%. Thì công ty khuyến cáo bà con mình là đối tượng sâu cuốn lá và cái đạo ôn, thì bà con mình có khả năng cộng lại hai cái đối tượng là phan mắt 350C của công ty và cái sản phẩm Chobinlet của cái 400SC của công ty. Hai sản phẩm này thì bà con mình là phối trộn lại để mình quản lý cho hai đối tượng trong một lần phun, để tiết kiệm cái công phun của mình.
Còn cái sản phẩm Farmax là anh hỏi là có trị được cái nhận vé là không, thì thật sự cái sản phẩm Farmax là công ty đăng ký trên cái đối tượng là sâu cuốn lá và chưa có kịp đăng ký trên cái đối tượng nhận vé. Tuy nhiên chia sẻ với anh là trong cái sản phẩm Farmax 350C của công ty có cái thành phần hoạt chất là Biprodiflohan, thì đây là cái hoạt chất ngăn chặn được cái đối tượng là nhóm côn trùng chích hút, thì đây là cái đối tượng mà anh có khả năng sử dụng được trên cái đối tượng nhận vé. Rất là tốt, vì những nông dân đã sử dụng cái sản phẩm này rồi và đã cung cấp về cho công ty, cho nên là chia sẻ lại cùng anh, sản phẩm Farmax 350C của công ty đặc trị trên đối tượng sâu cuốn lá nhưng vẫn quản lý được cái đối tượng nhận vé, thì anh yên tâm sử dụng. Thì đó là những cái thông tin muốn chia sẻ đến anh, chúc anh thành công. Vâng, xin được cảm ơn kỹ sư Nguyễn Thành Nhân ạ. Quý khán giả thân mến, vụ mùa đông xuân sớm đến nước cuối thì chờ thu hoạch đang Tết và chăm sóc lúa trước và sau Tết luôn được nông dân quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay thì Mộng Mơ xin được mời thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy sẽ lưu ý một số hình thái thời tiết để nông dân cần chăm sóc lúa cẩn thận cũng như là giải pháp kỹ thuật hiệu quả cần áp dụng ạ. Dạ. Kính thưa bà con, thì đối với cái vụ đông xuân từ giờ tới Tết và cũng như là cái thời gian sau Tết, thì theo dự báo của cái Trung tâm Khí tượng Thủy văn thì nửa đầu tháng 1 này thì ở khu vực Nam Bộ chúng ta ít mưa, ban ngày thì trời nắng. Tuy nhiên thì một số cái vùng ven biển thì có khả năng là có mưa trái mùa cục bộ, và nhiệt độ thì so với cùng kỳ thì nó sẽ giảm hơn từ 0,5 tới 1 độ C. Do đó thì bà con chúng ta thấy là hàng năm thì Tết nó lạnh, và năm nay thì dự báo thì nó sẽ lạnh hơn một tí. Do đó thì đối với các cái trà lúa mà bà con chúng ta đang từ giai đoạn đẻ nhánh cho đến giai đoạn đồng trổ thì bà con chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là xác định cái thời gian bón phân, dứt phân bón đồng cho nó phù hợp, thích hợp. Tại vì cái giai đoạn này là nó sẽ quyết định ảnh hưởng tới cái số hạt trên bông và cũng như cái chiều dài hạt, và cái dinh dưỡng thì nó sẽ cũng ảnh hưởng tới cái số hạt chắc trên bông. Cái thứ hai thì bà con chúng ta lưu ý là thăm đồng. Khi như nãy giờ chúng ta đã trao đổi đó, vấn đề xác định thời điểm phun thuốc hoặc là cái số lượng mật độ sâu hại, bệnh hại khi mà chúng ta phun thuốc thì nó rất là quan trọng, nó quyết định tới hiệu quả sử dụng thuốc. Cái thứ ba thì chúng ta cũng theo dõi thông tin về sinh vật gây hại xung quanh, và cũng như theo dõi về cái tình hình hạn hoặc là tình hình mặn. Thì hiện tại bây giờ thì cái cống, cái lớn, cái bé đã xây dựng xong, thì cái vấn đề mà mặn xâm nhập từ Kiên Giang qua thì chúng ta cũng đỡ lo hơn. Tuy nhiên thì còn những cái vùng chẳng hạn giống như là ngã bảy Phụng Hiệp thì chúng ta cũng phải lưu ý quan sát. Và một cái nữa thì chúng ta là thăm đồng. Khi mà đối với các cái bệnh thì chúng ta lưu ý là cái đậu ôn, đơm vằn, bạc lá, hoặc là khi mà cái sâu rầy đó, thì chúng ta cũng chú ý về cái vấn đề rầy nâu hoặc là sâu cuốn lá. Đối với cây lúa giai đoạn trổ đó thì chúng ta cần lưu ý là phun ngừa 2 lần trước trổ và sau trổ để quản lý được cái đối tượng là đậu ôn cổ bông và lem lớp hạt. Và lưu ý là chúng ta không nên phun ngừa đối với những cái giai đoạn lúa kia khi mà nấm bệnh chưa xuất hiện đó, thì cái hiệu quả sử dụng thuốc nó sẽ không cao. Thì đó là một số lưu ý đối với bà con nông dân ạ. Vâng ạ, còn về giải pháp của công ty thì kỹ sư Nguyễn Đình Nhân có gì tư vấn cho nông dân không ạ? Dạ, thưa bà con nông dân, thì thật sự về cái giải pháp của công ty cũng có rất là nhiều cái giải pháp để đưa ra để cho cái việc quản lý cái đối tượng dịch hại trên đồng ruộng của bà con. Tuy nhiên để dễ tư vấn và hướng dẫn cho bà con mình chia sẻ những cái thông tin thì ở phía công ty cũng cố gắng mong rằng bà con mình là nên thăm đồng thường xuyên và sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật khi cần thiết. Và khi mà đối tượng dịch hại có tới cái giai đoạn để sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì bà con mình cũng nên là chọn mua cái sản phẩm nào nó uy tín và chất lượng để tránh cái tình trạng là mình tốn tiền trong cái việc mà đầu tư rất là cao. Cho nên là bà con mình cũng phải nên tìm những cái sản phẩm đó. Thì về cái ở phía công ty thì khi bà con mình là sử dụng cái sản phẩm của công ty thì trên mỗi bao bì nhãn mác công ty đều có số điện thoại và địa chỉ của công ty, thì bà con mình cứ gọi về thì phía công ty sẽ trực tiếp tư vấn cho bà con. Bên cạnh đó công ty cũng có một cái lực lượng kỹ sư chuyên ngành ở dưới địa phương để hỗ trợ và chia sẻ với bà con trong những cái điều kiện quản lý cho bà con mình. Và trong cái dịp mà giáp Tết như thế này thì mong rằng bà con mình là nên thăm đồng để quản lý cái đồng ruộng của mình để cho mà hiệu quả. Và hy vọng rằng là qua cái ngay cái dịp Tết này và qua cái năm sau thì bà con mình sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cái việc mà bà con mình canh tác lúa nói riêng và trên cái cây trồng nói chung, thì bà con mình sẽ mang lại nhiều cái năng suất hơn và mang lại cái hiệu quả kinh tế hơn. Thì chúc bà con mình được gặp nhiều cái thuận lợi trong cái việc sản xuất nông nghiệp. Dạ, xin cảm ơn.
Xin được cảm ơn quý nhà nông. Và nhân dịp năm mới thì xin được mời kỹ sư Nguyễn Đình Nhân cũng như thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy sẽ có đôi lời với bà con nông dân. Kính thưa bà con, thì thay mặt công ty Phú Nông thì cũng nhân dịp Tết đến thì năm mới thì kính chúc bà con nông dân mình là mạnh khỏe và bình an trong cái việc sản xuất, bà con mình là thắng lợi và được nhiều cái may mắn trong cái cuộc sống, trong cái chuyện sản xuất của mình là trúng mùa được giá. Chúc bà con mình sức khỏe. Dạ. Kính thưa quý bà con, thì nhân dịp năm mới thì đại diện cho ngành địa phương thì cũng kính chúc bà con chúng ta, không riêng gì trên lúa mà tất cả các loại trái cây, rau màu thì bà con chúng ta sẽ được một cái mùa vụ là được mùa, trúng giá, buôn mai bán đắt, và chúc bà con chúng ta sẽ có một cái luôn là mạnh khỏe và có một cái mùa Tết là vui tươi, an lành. Vâng ạ. Năm 2021 nhiều khó khăn nhưng chính sự gắn bó bền chặt của doanh nghiệp và nông dân đã làm nên những thắng lợi trên mọi mặt của sản xuất. Hân hạnh là cầu nối của doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà khoa học với nhà nông. Thay mặt cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, chúc công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông, nhà quản lý, nhà khoa học và nhà nông năm mới đạt được nhiều thành công mới và luôn bắt tay nhau cùng xây nên những cánh đồng vàng trĩu hạt vụ mùa bội thu. Đến đây thì chương trình tọa đàm Phú Nông giúp nhà nông chăm sóc cây trồng cũng xin được kết thúc. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi và cảm ơn khách mời tham gia tư vấn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông hân hạnh phối hợp thực hiện chương trình này.